Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc về một bộ sản phẩm, đó là bộ hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ vụ. Đây là bộ hoành phi câu đối chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của gia đình anh Hòa. Anh ở trung tâm thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Anh đã đặt hàng online chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Để hôm nay chúng tôi vừa mới hoàn thiện và dát vàng 4 số 9 cho gia đình anh. Chúng tôi có quay lại video clip hàng hoàn thiện một lượt gửi tới gia đình cũng như là tới tất cả quý khách hàng đang theo dõi video clip của chúng tôi. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm, ủng hộ, theo dõi trong suốt thời gian vừa qua. Quý khách đã trao uy tín cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ làm tận tình tận tâm nhất. Thì trong video này chúng tôi giới thiệu bức hoành phi câu đối có kích thước là dài 1m67, chiều rộng 67 và ván dày 3 phân. Bên trong chúng tôi thiết kế thêm một chiếc cuốn thư và ba chữ Đức Lưu Quang được dát vàng 4 số 9 và không có phụ đề tiếng Việt phía dưới. Chúng tôi làm theo yêu cầu của gia đình. Tôi xin nhắc lại là ba chữ bên trong đã được dát vàng 4 số 9, tức là vàng ta hay còn gọi là vàng 24K. Thì cái giá vàng để làm bộ sản phẩm này là chúng tôi tính theo thời điểm vàng SCC của thế giới hoặc là Bảo Tín Minh Châu. Toàn bộ phần gỗ là chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ vụ Lào. Câu đối chúng tôi làm kích thước dài 1m97, rộng 28 và dày 4 phân. Được chạm mẫu mới nhất của chúng tôi đó là mẫu rơi rơi và lãng hoa, rơi rơi ngậm đồng tiền, phía dưới chúng tôi chạm lãng hoa quả đào. Câu đối bên phải thì chúng tôi chạm là tổ tông công đức Thiên Niên Thịnh và toàn bộ đã được bỏ phụ đề tiếng Việt phía dưới. Thì bên cạnh các cái mẫu này chúng tôi có các cái mẫu có kèm phụ đề tiếng Việt để cho quý khách dễ hình dung, và đây là đơn đặt hàng được bỏ phụ đề tiếng Việt theo như gia đình yêu cầu. Và phần diềm là chúng tôi chạm tứ quý bốn mùa tùng cúc trúc mai tượng trưng cho xuân hạ thu đông. Đây là mẫu mới nhất của chúng tôi, hiện tại là chưa có cơ sở nào nhái được hàng của chúng tôi cả. Nếu như cơ sở nào mà nhái hàng cũng như là ăn cắp mẫu của chúng tôi thì sẽ bị video dỡ xuống và kênh sẽ bị xóa bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Vì đây là mẫu mã do chúng tôi thiết kế, chúng tôi ra mẫu vẽ mẫu để đáp ứng tới khách hàng kỹ tính và cũng như là chất lượng khách hàng được tốt nhất trên thị trường hiện nay. Chúng tôi liên tục ra mẫu cải mẫu để các cơ sở không thể bắt kịp. Và câu đối bên trái này chúng tôi chạm là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, để đối với câu đối bên phải là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Phía dưới chúng tôi chạm lãng hoa quả đào đã được thiết kế các cái viền cong bo nhỏ rất là đẹp, uyển chuyển. Khác với cái mẫu câu đối phẳng của chúng tôi vẫn hay làm. Bộ hoành phi câu đối này nó mang một tầm giá trị cao mới, đó là chữ dát vàng 4 số 9. Quý khách trên toàn quốc có nhu cầu về dát vàng hay cũng như là cung cấp nguyên liệu vàng thì chúng tôi có bán buôn, bán lẻ, cung cấp nguyên liệu để dát vàng. Các cái lá vàng Đài Loan cũng như là lá vàng vàng mình, vàng 4 số 9 chúng tôi sẽ bán theo quỳ. Quý khách có nhu cầu thì hãy liên hệ theo hai số hotline trên màn hình 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành có nhận trùng tu các cái công trình đồ thờ cúng cụ đã qua sử dụng. Và đây cũng là một đơn hàng chiếc kệ tivi 2m, cao 2m31, sâu 50, tới từ khách hàng Nam Định, thì chúng tôi sẽ bàn giao trong thời gian tới. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem được sản phẩm mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.